giờ này mới. Nhưng mà hôm nay quyết định là tại vì tuần này là Tiên bắt đầu thuê một cô yoga đến nhà để tập cho Tiên. Tiên với Nguyên đưa ra quyết định này. Nhưng hôm nay Nguyên đã không dạy được và để Tiên bơ vơ, cho nên mẹ Tiên sẽ tập một mình thôi, cùng với lại mẹ Tiên và cô Tiên nữa. Cho nên là bây giờ thì sẽ lầu và tập. Thường Tiên sẽ dạy lúc 8 giờ mấy, nhưng mà hôm nay thì khác với mọi ngày, cho nên là quyết tâm khỏe nha mọi người, khỏe mùa giãn cách. Ok, bây giờ sẽ tập thôi nha. Oh, hey, I'm taking a ride to join it late. 눈치 보면서 들어가 할 때 찾아. Hello mọi người, thì hồi nãy mọi người có thấy là Tiên có tập chút, một Tiên chưa quay tại lên, nhưng Tiên tập với cô cho nên là cũng hơi ngại để mới quay ra. Nhưng mà bây giờ thì Tiên vừa mới làm việc xong và bây giờ sẽ ăn trưa. Đây là cái áo mới của New Collection của No Control. Và áo này thì được mọi người rất là yêu quý, cho nên Tiên cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì đang đợi cơm để xem cho mọi người hôm nay Tiên ăn gì nha. Hôm nay thì Tiên ăn rất là đơn giản thôi mọi người. Đây là thịt với lại cà chua nè, canh cải và cơm. Và Tiên coi YouTube thôi. Ok, let's eat. Ăn chưa xong mà Tiên làm việc thì cũng không quay với mọi người luôn. Mà hôm nay thì Tiên có gọi Adela và đang đợi Nguyên qua để cùng ăn chung với Tiên. Và bây giờ Tiên sẽ để lên trên bàn trước và ăn thôi. Nguyên đã qua rồi mọi người. Say hello. Tiên dậy được. Bây giờ là 5:59. Hay quá, xuất sắc. Thì hôm nay Nguyên cũng ở đây với Tiên. Nguyên cũng đã dậy được. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi lên lầu. Bữa mình không có quay cho mọi người lắm là tại vì lúc đó mới ngày đầu gặp cô, cho nên rất khá là ngại. Thì hôm nay chắc là sẽ quay thêm cho một chút nha. You are the gold inside. Và bây giờ thì Tiên vừa mới tắm rửa, gội đầu sạch sẽ xong, đang mặc một cái áo. Tiên đang rất là thích cái áo này, là cái áo này là của Hustory này mọi người. Còn cái bra bên trong này là của Lamin. Tiên thích cái áo này cực kỳ thích luôn á. Bây giờ thì Tiên sẽ tới với cái phần skincare của Tiên ngày hôm nay. Hôm nay rất là cảm ơn Lagon rất nhiều đồng hành với Tiên trong video ngày hôm nay. Nếu mà mọi người chưa biết thì Lagon là một nhãn mỹ phẩm skincare đến từ Hàn Quốc. Đầu tiên thì châm ngôn của Lagon đó là not too little, not too much, nghĩa là skincare sẽ vừa đủ, không quá ít cũng không quá nhiều. Bây giờ Tiên sẽ đọc cái thiệp ngày hôm nay ha. Hai Tiên, bạn biết không, Lagon trong tiếng Thụy Điển có nghĩa là không quá thừa cũng như là không quá thiếu, chỉ vừa đủ. Đây cũng là triết lý mà Lagon luôn theo đuổi và mang đến cho các bạn sự chăm sóc da vừa đủ, không thừa không thiếu. Và rất là cảm ơn Lagon rất là nhiều đã gửi đến cho Tiên các sản phẩm ngày hôm nay đây. Tiên sẽ test and try cho mọi người. Ok, thì review với sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay Tiên sẽ sử dụng, đó chính là cái gel to water này của Lagon, để mọi người để focus cho mọi người nha.
ok đó. Sự rửa mặt Cell Up Gel to Water dạng gel với góc dầu rất là thích hợp để sử dụng vào mỗi buổi sáng như vậy nha mọi người. Và lúc mà massage khi rửa thì sự rửa mặt này sẽ chuyển thành dạng gel sang dạng nước nhẹ nhàng, loại bỏ được dầu thừa, bã nhờ, bụi bẩn, cũng như là đặc biệt là không làm trôi các lớp dưỡng chất của lớp kem từ đêm hôm trước nha. Sẽ là dạng gel rất là dịu nhẹ, giống như là khi các bạn ngủ á, thì giường dưới của các bạn cũng rất là dơ, cho nên là khi mà các bạn cleanse buổi sáng vậy thì nó rất là fresh cho da, cũng như là giúp da các bạn sạch hơn trong một ngày. Thì khi mà Tiên sử dụng cái này thì Tiên thấy là nó không có bị khô da, mà khi các bạn cleanse lại, khi các bạn rửa mặt lại thì nó sẽ không có bị khô. Tại vì nhiều sản phẩm Tiên sử dụng thì sau khi mà sử dụng xong thì nó có bị khô da, nhưng mà sản phẩm này thì không. Với công nghệ Dermaflux của Lagome là có chiết xuất từ Aqualicia thì giúp cho các bạn da các bạn giữ được độ căng mịn cũng như là rất là fresh, không có bị khô. Khi mà các bạn thấy không, da Tiên nó vẫn còn rất là kiểu như là còn độ đàn hồi nước á. Đó, sau khi rửa mặt xong thì da không có bị khô căng mà rất là fresh, tạo một cái cảm giác kiểu sáng bừng bắt đầu ngày mới. Sau khi mà sử dụng cleanser xong thì Tiên luôn luôn sẽ sử dụng essence serum. Thì đây là cái essence mà Tiên giờ này hay sử dụng, đó là của Estee Lauder, quá là quen thuộc với mọi người rồi ha, có chiết xuất từ Sakura Lên Men đó, cho nên là sẽ giúp cho da của các bạn căng bóng, một cái dưỡng ẩm rất rất là ok luôn. Toner xong thì Tiên sẽ sử dụng lotion. Lotion thì Tiên sẽ sử dụng cái lotion này của Clinique, là một cái lotion Tiên rất là thích. Đổ lên một miếng bông cotton như thế này, và Tiên sẽ apply lên da. Sau lotion thì bước cuối cùng, buổi sáng thì Tiên chỉ dùng 3 bước thôi nha mọi người: essence, lotion, với lại Tiên sẽ sử dụng kem dưỡng của La Roche-Posay, một sản phẩm quá ư là xuất sắc. Thì là Roche-Posay đã có Hydra B5 cân bằng lại hết da, và da bây giờ Tiên không có bị bong chóc luôn á. Sản phẩm này là sản phẩm cứu tinh của cuộc đời Tiên. Cho nên là ai mà da khô mà muốn sử dụng cái kem dưỡng nào phù hợp thì đây, highly recommend mọi người. Và bước cuối cùng của skincare thì Tiên sẽ sử dụng kem chống nắng. Thì mọi người sẽ wonder là ủa tại sao ở nhà mà Tiên sử dụng kem chống nắng. Thì đúng, Tiên có học được cái tip này vừa mới đây thôi, nhưng mà Tiên vừa mới biết được là cái màn hình của máy tính á, nó sẽ có tia UV. Oh my god. Và Tiên làm việc mỗi ngày và không thể nào mà Tiên chịu cái áp lực của tia UV mỗi ngày như vậy, mà Tiên không có mua kem chống nắng được. Cho nên là Tiên vừa mới học được, cho nên là hôm nay Tiên sẽ sử dụng kem chống nắng. Bây giờ thì Tiên đang sử dụng mỗi ngày rồi, tại vì đã biết được cái độ quan trọng của sử dụng kem chống nắng mặc dù ở nhà luôn. Thì cái kem chống nắng ngày hôm nay Tiên sử dụng sẽ là kem chống nắng của Lagome luôn. Đây là một kem chống nắng dạng gel. Thì đây cũng là có chiết xuất từ Aqualicia, nó sẽ giúp giữ nước cho các bạn. Khi mà Tiên apply thì nó giống như là nước. Nó rất là kiểu mát luôn á. Và mùi thơm đó mọi người. Không có bị lên trắng luôn mọi người nha. Giống như là Tiên cảm giác hiện tại khi mà apply lên á, là đang giống như là một cái lớp nước dưỡng chứ không phải là kem chống nắng. Tại vì thường kem chống nắng sẽ có nhiều loại, nó hơi khá là nặng một chút trên mặt, nhưng mà cái kem chống nắng này thì lại không, tạo một cái cảm giác rất là sảng khoái, rất là fresh. Kem chống nắng này còn có thể giữ được cho trên mặt các bạn trong vòng 9 tiếng lận. Cho nên là mọi người nếu mà work from home thì không cần apply lại, nhưng mà các bạn nào có ra ngoài thì nhớ là các bạn sẽ apply trong vòng 4-5 tiếng lại nha, để cho giữ được một cái lớp chống nắng thật là tốt. Bây giờ thì Tiên sẽ xuống ăn sáng cũng như là sẽ bắt đầu work from home today too. Hay mọi người, rất là hay luôn. Bây giờ nha, đang skincare mặt dậy xong lát nữa vô họ cài nút lại. Rất là ok là ok, bây giờ Tiên sẽ đi làm thôi, yeah. Ok, thì Tiên đã skincare xong rồi, bây giờ Tiên đang làm việc ở nhà. Hi. Chào mọi người. Thì bây giờ Tiên vừa mới mua hai cây son này, Tiên sẽ test thử xem cái màu. Tiên mua hai cây này là cái home sale của Beauty Box. Rồi bây giờ nó đã tới rồi. Đây là cái cây Peripera Wood Drop Tint. Để cho Tiên thử cho mình. Nó là dạng song sin đó mọi người. Để Tiên đánh thử môi nha. Ừ,
mùi kẹo ngọt. Hôm nay không có makeup nhiều nữa. Và bây giờ Tiên đang ăn cái bánh của butterscotch. Đây, đây là có vị trứng muối mọi người. Salted egg, Tiên rất là thích cái bánh này. Sáng nay Tiên mua 5 hộp luôn á, để giữ chữ cho mùa Covid. Sao em cứ cười em thế? Ai cười cái gì đâu. Mọi người, nếu mà mọi người có những cái người yêu mà rất là annoying á, đây là một, đây là một trong những người không nhận. Thì hôm nay là ngày hôm sau của ngày hôm qua. Thì bây giờ sáng giờ Tiên cũng có ngồi làm việc từ sáng đến giờ thôi, cũng không có gì mà quá là khác lạ để qua cho mọi người cả. Nhưng mà bây giờ thì thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức giãn cách xã hội 15 ngày theo chỉ định 16. Và nếu mà có đi đâu ngoài gia đình nhà thì phải có giấy, Tiên phải có cái giấy xác nhận đi công tác, làm công việc gì đó thì Tiên mới được đi ra ngoài. Còn hiện giờ là tất cả những hoạt động, kể cả Grab giao hàng, giao đồ ăn á, đều là đóng hết. Grab bike, Grab car, nói chung là 100% là ở nhà. Tiên ở nhà chắc cũng gần 2 tháng rồi đó mọi người. Nên là cũng rất là khó để mình suy nghĩ những cái content mà nó hay để quay cho mọi người xem. Nhưng mà yeah, hôm nay thì cũng ở nhà làm việc, hôm nay là thứ 6. Thì lát nữa Tiên có một cái buổi fitting đồ mới của Her. Tiên muốn show cho mọi người những cái item mới nhất, chỉ exclusive trên YouTube, và Tiên sharing trước cho mọi người xem những cái bộ đồ này của Her thôi. Thì bây giờ Tiên sẽ làm việc tiếp. Tiên đang làm việc từ sáng đến giờ đây, mọi người thấy không? Thì bây giờ Tiên sẽ làm việc tiếp, và lát nữa khi nào Tiên thử đồ thì Tiên sẽ fitting cho mọi người xem nhé. Hôm nay là Tiên ăn thịt bò cánh và black pink. Yeah. Năng lực 6 tháng đầu năm thì thường thường sẽ có hai đợt đánh giá trong công ty. Một đợt là sẽ là giữa năm, một đợt là cuối năm, để xem coi là mình có meet được cái goal, cái KPI của mình hay không. Thì đó mọi người, trong công việc công ty thì sẽ là như vậy đó. Bây giờ Tiên vừa mới họp xong một tiếng đồng hồ với lại trong công ty luôn. Bây giờ đang làm một cái bảng này để gửi cho sếp Tiên. Và lát nữa thì Tiên sẽ thử đồ cho mọi người xem như là Tiên đã hứa nha. Bây giờ Tiên đang ăn cái bánh này tiếp tục của butterscotch của Avila. Nhưng mà hiện tại đang dịch cho nên là bạn không có làm, bạn đóng cửa để safety, không có tiếp xúc nhiều với lại cái anh Grab. Rất là basic. Tiên thích nhất cái áo này trong collection của mọi người, tại vì Tiên thấy nó rất là dễ mặc everyday, mà như là nó cũng xinh nữa, mặc ở nhà cũng được nữa. Ví dụ như mình đang bị cách ly nhưng ở nhà muốn xinh thì vẫn có thể mặc được. Đó, xinh lắm. Rồi, bây giờ sẽ tới cái thứ hai. Cái thứ hai thì nó sẽ giống cái này thôi nha. Bây giờ bắt đầu 1, 2. Rồi, đó. Thì bộ thứ hai nó cũng giống như cái bộ 1, nhưng mà nó có hoa vàng rất là phong cách summer một chút. Cái này nó rất là dày, cái này tí hố mà ngực, nhưng mà nó vẫn không có bị lộ hay là gì luôn. Cho nên là bạn nào mà có sợ bị lộ hay là muốn mặc ngực này nọ thì cái này yên tâm, vải rất là dày nha mọi người. Giờ tới bộ thứ 3. Hình như đây hôm nay Tiên sẽ không có review hết được, tại vì có những cái bộ nó vẫn chưa có xong và đang ở xưởng. Thì đây là những cái bộ mà Tiên có sẵn trước, thì Tiên sẽ review cho mọi người. Bây giờ sẽ tới bộ thứ 3. Let's go. Đây là cái áo thứ 3. Thì cái áo thứ 3 này rất rất là xinh, rất là bánh bèo.
đó mọi người. Tôi nghĩ là mặc đi chơi hay là đi everyday đều rất rất là tiện và rất là xinh luôn á. Giống như là Tiên không biết nữa mà cái bộ sưu tập này là một trong những bộ mà Tiên khá là tâm đắc. Tại vì thứ nhất là Tiên nghĩ đây là một cái mùa mọi người cũng không có đi tiệc quá nhiều, tại vì đây là Covid mà đang cần mặc một cái bộ nào đó quân xinh mỗi ngày, thì Tiên nghĩ đây là những cái bộ đồ rất rất là hợp lý luôn á mọi người. Nè Tiên cho mọi người coi chất vải nha. Đó đó chất vải thì đây Tiên cũng không mặc áo ngực luôn nhưng cũng không bị lộ luôn, tại vì vải rất là dày dặn, yên tâm. Bây giờ sẽ tới cái đập cuối, thì cái đập này Tiên cũng rất là thích luôn và rất là dễ mặc, cái vải cũng rất là dày cho nên là không có phải lo. Mà mọi người yên tâm nha, dày mà nó không có bị nóng nha mọi người. Yeah. Đây. Ôi xinh không quý vị ơi, quá là bánh bèo nhưng cũng rất là xinh. Nhìn gần thì nó sẽ là hoa daisy, mọi người sẽ thấy, và nhìn xa thì nó sẽ là một cái đầm trắng rất là bánh bèo nhưng mà cũng khá kín đáo. Tiên thấy là nó rất là kín đáo, không có bị hở ngực ra hay là gì cả. Sau thì nó cũng kín đáo luôn. Đó mọi người, Tiên rất là thích cái máy này. Thật sự Tiên rất là thích cái máy này luôn á, tại vì nó rất là dễ mặc everyday, Tiên có thể mặc đi làm được. Nhưng mà bây giờ không có đi làm vì làm ở nhà, chứ là hôm nào mà có hả họp gì gì đó thì may ra mới mặc. Nhưng mà rất là xinh. Cho show cho mọi người xem nha. Đó mọi người, phô xinh không, xinh quá, xinh quá rồi. Bây giờ thì sẽ làm việc tiếp nha, chắc là sẽ làm việc xong rồi ăn xong rồi lại skin care, chỉ có nhiêu đó, vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại trong vòng 2-3 tuần nữa. Nên mọi người có suggest về những cái video hay idea gì ở nhà thì mọi người hãy comment cho Tiên biết nha. Yeah. Hello mọi người, thì như là ngày hôm nay cũng đã trôi qua khá là bình thường, cũng là đi làm xong rồi ăn thôi, không có gì quá đặc biệt, ngày giãn cách cả mọi người. Thì bây giờ Tiên sẽ làm một chút xíu skincare và muốn giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm, cũng là một cái sản phẩm đến từ nhà Lego, là sản phẩm Cellulite Microfoam Cleanser. Thì sáng hôm qua Tiên có sử dụng cái sản phẩm của sữa rửa mặt, cũng là sữa rửa mặt nhưng mà gel to water rồi. Bây giờ Tiên sẽ sử dụng cái cleansing foam này. Là sữa rửa mặt foam thì chỉ là bỏ bụi bẩn mà vẫn để lại một cái lớp nước trên da, cho nên là khi mà Tiên rửa mặt xong thì không có cảm giác bị khô, sạch kinh khít, nhưng mà vẫn giữ lại được độ ẩm và da rất là mềm luôn. Thì cleansing foam này nó cũng rất là phù hợp khi mà các bạn sử dụng ban đêm, thì nó có cân bằng độ pH trên da nữa, cho nên rất là dịu nhẹ cho làn da và cũng như là tẩy sạch được cả cái kem chống nắng luôn. Đó, cho nên là mọi người hãy yên tâm sử dụng. Bây giờ thì sẽ massage trên tay nha. Đó, nó sẽ tạo bọt đó, thì Tiên sẽ áp lên mặt. Mùi rất là thơm, mùi rất là dịu nhẹ, sử dụng ban đêm rất là thích hợp. Tẩy hết đi bụi bẩn cả ngày hôm nay của Tiên, mặc dù là ở nhà không nhưng mà vẫn có bụi nha mọi người. Luôn luôn nhớ là phải rửa mặt ngày 2 lần nha. Sáng thì sử dụng cái gel thì nó sẽ dịu nhẹ hơn, còn tối thì sử dụng cái foam này. Rồi, sạch sẽ, bây giờ thì sẽ làm cái bước skincare còn lại thôi, rất là basic. Tiên dạo này cũng không vẫn sử dụng những cái bước bình thường, ví dụ như là Essence của Estée Lauder, rồi Clinique, rồi những cái kem mắt của AHC thì cũng không có gì quá mới lạ với mọi người cả. Nếu mà Tiên có làm một video nào skincare khác thì Tiên sẽ update cho mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều đã xem hết cái vlog một phần quarantine của Tiên như thế nào. Và cái áo này của Her Story thì cũng đang được pre-order ở trên Instagram, Tiên sẽ để Instagram ở đây. Thì nếu mà mọi người nào muốn pre-order cái áo này thì Tiên sẽ có một chương trình dành riêng cho các bạn trên YouTube, là sẽ giảm 10% cho đơn hàng pre-order. Và yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.